Câu hỏi đầu tiên đó, sư cho con hỏi, uống rượu mà xong bị say, do họ say không điều khiển được hành vi nên họ đi đường đâm chết người. Vậy khi họ tâm trí không tỉnh táo, nghĩa là không cố ý giết người, thì có tội sát sanh hay không, hay chỉ tội uống rượu thôi, và tội họ có nặng như mình sát sanh bình thường hay không? Thưa quý vị đó, trong các cái chi phần của cái giới sát sanh là nó phải có một cái ý ở trong đó, là có ý muốn giết. Có nghĩa là mình thật sự mình có ý mình muốn sát hại thì nó mới được tính là phạm cái giới sát sanh. Còn khi mà chúng ta không có không có cái ý mà sát hại đó, mà chẳng qua nó là một cái tai nạn, chứ không bàn tới cái nguyên nhân của tai nạn, thì khi mà không có cái sự cố ý đó thì không có phạm cái tội sát sanh. Tuy nhiên, tôi nói không biết bao nhiêu lần, mỗi khi mà nói về cái giới đó là gì? Không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Nó chỉ đơn giản là không có đủ các chi phần của cái giới để mà chúng ta gọi là đức giới thôi, phạm giới thôi. Nhưng mà nó vẫn tạo nghiệp. Và chính vì cái nghiệp mà do uống rượu không điều khiển được hành vi cho nên gây ra cái chết của người khác, thì bản thân nó cũng là một cái ác nghiệp. Bản thân nó cũng là một ác nghiệp, chứ không phải là mình nói là tôi không có sát sanh như vậy thì tôi không có nghiệp sát sanh. Thì đúng là tôi không có nghiệp sát sanh, nhưng mà tôi có cái ác nghiệp của cái việc uống rượu say mà nó dẫn đến cái việc là chết người. Còn hỏi cái nghiệp đó có nặng hay không đó, thì đương nhiên là tất cả các ác nghiệp đều nặng, tất cả các ác nghiệp đều nặng, nhưng mà nó nặng hơn nhiều so với cái việc là chúng ta đi đường, chúng ta đi đường mà chúng ta dẫm phải con này con kia, hoặc chúng ta đi đường mà chúng ta vô ý chúng ta gây tai nạn chết người. Tại vì sao? Bởi vì cái sự tạo nghiệp trong cái trường hợp này đó là sự tạo nghiệp dựa trên cơ sở của việc phạm một cái giới luật, của việc phạm giới là uống rượu ha. Cho nên là cái nghiệp này nó sẽ là nghiệp nặng.